một đất nước yêu bóng đá chắc chắn sẽ rất hân hoan khi mà đội tuyển của mình xuất hiện ở một trận chung kết World Cup. Thế nhưng ở Argentina thì mọi thứ còn hơn thế rất nhiều. Những người hâm mộ tại quốc gia này thậm chí sẵn sàng bán cả nhà của mình đi để có tiền mua vé xem được trận chung kết World Cup 2022. Chuyên gia kinh tế hàng đầu Argentina Salvador Di Stefano cho biết, để thỏa mãn giấc mơ World Cup, rất nhiều gia đình Argentina sẵn sàng bán nhà, không cần biết là khi trở về sẽ sống ở đâu. Giá vé chính thức trận chung kết World Cup 2022 cho hạng ghế phổ thông dao động ở mức từ 600 cho tới 1.500 đô la Mỹ. Tuy nhiên, với tình trạng cung không đủ cầu như là hiện tại, thì mức giá từ các nguồn không chính thức đã đẩy lên tới con số 3.000 và thậm chí là 5.000 đô la Mỹ. Truyền hình Argentina liên tục đưa tin về các trường học mà giáo viên và học sinh đều cùng nhau xem các trận đấu của đội tuyển quốc gia họ và bàn tán với nhau về bóng đá. Dường như chẳng còn ai còn bận tâm đến chuyện học hành trong những ngày này. Ở Argentina, ông bà, cha mẹ, con cháu đều sẵn sàng đi tới Qatar để xem bóng đá. Theo dữ liệu từ công ty du lịch Despegar thì lượt tìm kiếm các chuyến bay từ Argentina đến Qatar đã tăng tới 4 lần sau chiến thắng trước Croatia. Đây là sự gia tăng đột biến so với một ngày trước đó. Trận chung kết giữa Argentina và Pháp sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 18 tháng 12 theo giờ Hà Nội trên sân vận động Lucien.